Một tuần nữa lại trôi qua rồi. Minh Hằng rất vui được gặp lại các bạn trong tối chủ nhật tuần này để cùng lắng nghe và chia sẻ những tâm sự sâu kín trong tim. Bây giờ hãy cùng Minh Hằng lắng nghe những bức thư của ngày hôm nay nhé. Lá thư đầu tiên có nội dung như sau. Mình đã trải qua một cuộc tình cách đây 8 tháng. Một mối quan hệ toxic lấy đi bao nhiêu là nước mắt của mình, khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ. Rồi anh đã đến, anh như một tia nắng chiếu sáng vào con đường tình yêu của mình. Anh dịu dàng, tâm lý, quan tâm và luôn xem mình là ưu tiên. Và tình yêu trong mình đã sống lại, mình đã có tình cảm với anh. Và rồi anh đạt được mục đích, đạt được một phần thưởng từ cuộc cá cược với bạn bè, rằng sẽ cơ đổ được cô nàng như mình, một cô gái mà theo mọi người nói là chảnh chọe, khó chinh phục. Nhưng họ vốn dĩ không hề hiểu dáng vẻ của mình khi ấy là do tan vỡ trong chuyện tình cảm trước đó mới khiến mình không còn tha thiết hay đủ can đảm, tin tưởng để trao tình cảm cho ai. Anh bỏ đi, bỏ lại mình, cùng mớ hỗn độn ở quá khứ, đính kèm sự hụt hẫng ở hiện tại. Và lá thư tiếp theo là nỗi lòng của một mối tình tan vỡ. Có hàng vạn lý do để kết thúc một tình yêu. Em vẫn chưa quên hôm ấy chúng mình thôi không cùng nhau bước tiếp nữa. Thật ra em cũng chẳng còn mấy bất ngờ. Sau những ngày dài chúng mình lạnh nhạt, em biết điều đó cuối cùng cũng sẽ đến. Anh bảo anh là người không đủ tốt. Thời gian qua cũng như những ngày tháng sau này, anh sẽ chẳng thể ở bên cạnh và đối tốt với em. Anh thật lòng muốn và mong em tìm được người khác hơn anh, thay anh yêu em ở hiện tại. Anh bảo anh muốn dừng lại, tất cả là vì nghĩ cho em và vì em xứng đáng với người khác tốt hơn. Nhưng ngày ấy em chẳng hiểu, nếu anh đã yêu em đến thế, thực sự mong muốn em được hạnh phúc, thì tại sao lại là em xứng đáng với người khác tốt hơn? Chứ không phải là vì em xứng đáng với người tốt hơn nên anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn. Hay là vì anh không còn muốn tiếp tục nữa nên tìm đại một lý do nào đó cho mình. Còn bây giờ thì em nhận ra rồi, không phải vì anh muốn em hạnh phúc hơn, cũng chẳng phải anh không thể thay đổi, mà đơn giản là vốn dĩ anh không đủ yêu em nhiều đến mức anh có thể sẵn sàng vì em mà trở nên tốt hơn thôi. Và một lá thư nữa cũng rất buồn. Hôm nay tôi chia tay rồi. Từ cô độc mà gặp được cậu, rồi vì điều gì chúng ta bỏ lỡ nhau. Thật muốn nghiêm túc yêu cậu, lại mãi không tìm được sự tin tưởng. Thật muốn nắm tay cậu đi qua mùa đông này. Thật muốn thực hiện hết những lời hứa hẹn. Chàng trai đó từng là của tôi, nay quay lưng lại chẳng do dự. Câu chuyện đau lòng nhất lại do mình tôi cố gắng tự diễn. Chàng trai từng là của tớ, tớ lại nhớ cậu quá rồi. Với ba lá thư này, Minh Hằng xin có đôi lời chia sẻ như sau. Có thể lúc này đối với bạn có khó khăn, có đau đớn và thật khó để chấp nhận hiện thực. Nhưng tin mình, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Bầu trời không phải ngày nào cũng trong xanh và ngập nắng, vậy nên lòng người ắt sẽ có những buổi bão giông. Đôi lúc chúng ta cần những niềm đau, cần những tổn thương để trưởng thành. Nhưng tất cả những điều này đều là cái tất yếu của tuổi trẻ. Nó khiến bạn lớn hơn, khiến bạn nhận ra ai phù hợp với mình và ai thì không, khiến bạn hiểu yêu là ở lại, chứ không phải rời đi. Mình nghĩ rằng mỗi người xuất hiện trong đời ta đều là để dạy ta một bài học nào đó. Đó có thể là bài học về sự tin tưởng, về tình yêu, về sự cho đi nhận lại. Dù là gì đi chăng nữa thì nhất định chúng ta đều sẽ có được nhiều hơn là mất đi. Bởi bạn có thể mất đi một người không yêu mình, nhưng có lẽ lại có thêm thời gian để chăm chút, yêu thương bản thân và dành tình cảm đáng quý của bạn cho những người thực sự xứng đáng. Mạnh mẽ lên bạn nhé, thanh xuân không đợi chờ một ai, đừng để ngày mai bị mòn phai bởi nỗi đau của ngày cũ. Sống vì hiện tại, sống cho chính mình, rồi cuộc đời sẽ trả lại bạn những điều nhỏ xinh. Chúng ta hãy cùng đến với bức thư tiếp theo của ngày hôm nay nhé. Em có một đứa bạn khác giới, thân với nhau cũng được 10 năm rồi. Trong suốt quãng thời gian đó, bạn ấy luôn là người lắng nghe, chia sẻ, động viên em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi cần. Khi em có cho mình những mối tình, bạn ấy cũng tự biết giữ khoảng cách với em. Em rất trân quý tình bạn của tụi em, muốn giữ gìn mãi thôi.
Thế nhưng dạo gần đây em bất giác nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn ấy không đơn thuần là tình bạn nữa. Em muốn bày tỏ với bạn ấy nhưng lại sợ mất đi một người bạn tốt vì trước đây em cũng đã từng như thế. Mong nhận được lời hồi âm từ Skybook Radio. Bạn thân mến, trong cuốn sách Phải lòng với cô đơn của tác giả Kun có đoạn như thế này. Nếu cậu có một ngày chán trường, chúng mình thích nhau đi. Nếu cậu cần ai đó đi ăn cùng, chúng mình thích nhau đi. Nếu cậu cần ai đó tâm sự sẻ chia, chúng mình thích nhau đi. Nếu cậu cũng thích mình, chúng mình thích nhau đi. Người bạn thân khác giới của bạn, nếu trước giờ không thương ai mà chỉ lặng yên bên cạnh bạn trong suốt 10 năm, thì có khả năng là người ta cũng đang ôm ấp tình cảm dành cho bạn đó. Nếu vậy thì tại sao không để chuyện tình bạn trở thành chuyện tình yêu? Có nhiều thứ trong đời chúng ta phải chấp nhận đánh cược, hoặc là có, hoặc là không. Còn nếu bạn thấy người ta chỉ quan tâm mình như một người bạn thân thông thường, vậy bạn hãy chủ động nuôi dưỡng tình cảm này. Hãy nuôi dưỡng nó, cho đối phương thấy một vài tín hiệu đặc biệt. Hãy để tình cảm phát triển tự nhiên, rồi sau đó hãy ngỏ lời. Tình yêu được vun đắp từ tình bạn là nền tảng đáng quý và vô cùng chắc chắn. Huống hồ hai bạn đã ở cạnh nhau suốt 10 năm nên tâm tư của cậu ấy bạn sẽ sớm cảm nhận được thôi. Điều đẹp nhất của thanh xuân chính là chúng ta có nhiều thời gian, có cơ hội để liều lĩnh, để dại khờ và để yêu hết mình. Vậy nên hãy can đảm lên bạn nhé, cho thanh xuân của hai bạn có một nốt thăng. Dù sau đó câu chuyện có thế nào thì cả hai cũng có một tuổi trẻ thật đáng nhớ. Dũng cảm lên bạn nhé. Còn bây giờ, hãy cùng Minh Hằng đến với lá thư cuối cùng của ngày hôm nay nhé. Đã bao giờ bạn cô đơn trong chính mối quan hệ của mình chưa? Gửi anh, chàng trai em vẫn từng gọi là chàng trai của Tổ quốc. Mình và anh quen nhau cũng đã gần một năm, nhưng do công việc nên anh hay công tác xa nhà, tụi mình chưa có cơ hội được gặp nhau. Chỉ là mới gần một năm, nhưng mà cũng khá nhiều điều thú vị. Tụi mình không quá ồn ào, cứ bình bình mọi thứ như thể là đã quen từ rất lâu rồi. Nhưng dần dần mình nhận ra mình bị cô đơn trong chính mối quan hệ này. Vì sao? Vì sự liên kết giữa hai bên không còn nhiều như trước. Những tin nhắn, cuộc gọi ngày càng ít đi. Mình luôn tự nói với bản thân rằng có lẽ anh bận mà nên ít nói chuyện thôi không sao cả. Nói với bản thân như vậy chứ buồn lắm, nhiều khi buồn rồi muốn chấm dứt hẳn mối quan hệ này luôn. Dù gì cũng mới gần một năm, chưa gặp nhau, chưa có nhiều kỷ niệm thì dứt khoát dễ. Và rồi mình quyết định dừng lại vì mình cảm thấy cô đơn thực sự. Mình không cần quá nhiều cuộc trò chuyện hàng ngày hay gọi điện với nhau. Điều mình muốn đơn giản là sự quan tâm nho nhỏ thôi cũng được. Mình đã từng nói với anh điều mình mong muốn, anh vẫn không nói gì và im lặng. Thấy không ổn nên mình quyết định dừng lại thì anh bảo mình suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ để mọi chuyện cho duyên số. Mình buồn nhất là ngày 20 tháng 10. Lúc ấy mình ốm nằm viện, cả ngày anh không gọi và đến 10 giờ tối anh gọi chúc mình. Trước đấy mình nhìn bạn bè được này nọ, tủi thân quá mình khóc không nói nên lời. Anh hỏi mình tại sao lại khóc, mình giấu anh và nói rằng do áp lực công việc. Anh nghe xong mắng mình, khi nào cũng thế, suốt ngày khóc lóc. Sau đó anh nói quên chưa chúc cô bạn thân rồi tắt máy. Lúc đấy mình tình cờ lướt Facebook, đọc được lời chúc của anh gửi người yêu cũ nhân dịp 20 tháng 10 và ngày sinh nhật của cô ấy. Thực sự bây giờ mình không biết nên tiếp tục hay dừng lại nữa, mong có hồi đáp của Skybook ạ. Bạn thương mến, nếu một người thực sự yêu bạn, sẽ không để lòng bạn có hoài nghi như vậy. Giây phút bạn đặt câu hỏi rằng mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, thì sâu trong tim bạn đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Tình yêu thật ra rất đơn giản, yêu đúng sẽ khiến bạn vui cười cả ngày, còn yêu sai sẽ khiến bạn u sầu và thất vọng. Không riêng gì tình yêu, bất cứ mối quan hệ nào nếu muốn giữ được sự gắn kết đều cần có nỗ lực từ cả hai phía. Khi bạn cứ vun vén còn người kia chẳng bận tâm thì hãy dứt khoát cho mình một lối đi. Càng ở bên cạnh người không xứng đáng, bạn càng mất đi cơ hội để gặp được những người thực sự phù hợp với mình. Cuối năm rồi, những gì cần bỏ thì nên bỏ, những điều cần buông thì nên buông. Mong bạn đủ can đảm để từ chối những mối quan hệ độc hại. Không vì cô đơn mà thỏa hiệp bước tiếp, hãy vì yêu bản thân mình mà hành động bạn nhé.